chào tất cả bà con cô bác và các bạn. Hôm nay Phượng đi xuống dưới cái chỗ mua gà nè. Phượng đi về dài đây, Phượng tìm mấy anh chị vô gia cư để Phượng quay cho tất cả bà con cô bác mình xem. Thì đi tới đây. Ra đây, ra đây, ra đây chị Thủy. Hả? Cho. Có. Tiền là lại liền à. Tiền lại liền, come on đi. Nè nè, chị Việt Nam này nè, chị đi chung với Phượng. Thật sự ra chỉ ngại khi lên video, nhưng mà nãy giờ Phượng năn nỉ á, Phượng nói thí dụ mình kiếm được người vô gia cư mình cũng quay, còn không kiếm được cũng quay, nãy giờ đi vòng vòng không à, Phượng không có quay được. Không quay được vô gia cư thì quay chị. Thì bây giờ kiếm không được vô gia cư, xin chị cho quay đại đi. Hả? Hả? Rồi đi tới đây nữa. Đây nè, không biết chị có phải là người vô gia cư không? Không phải phải không? Phải. Phải hả? Trời ơi, tôi vô gia cư không đấy hả? Rồi đưa nó coi. Xích bắp dễ vậy thôi chứ thì vô gia cư mà. Chị, sao chị vô gia cư mà chị mang nó dài giống em quá vậy? Trời ơi, trời, chút cho tiền đi, tại vì bà kia cho, hình như bà cho tôi mà không nhớ hả? Đúng rồi, trời ơi trời. Em mang nó dài 20 bạc rồi, chị mang nó dài nhiêu? Đã cho thế không biết không? Vậy hả? Ừ. Rồi, đi 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 cái chỗ nào đi, em quay chị cho, hôm nay kiếm chị quay á. Trời, hôm nay đi kiếm tôi luôn hả? Thật sao kỳ vậy? Mỗi lúc còn có make up tôi xấu rồi, bây giờ kiếm tôi à? Thôi giờ kiếm chỗ nào make up đi, em quay. Vừa make up vừa quay luôn. Quay gì? Make up vừa quay. Thì quay chỗ gì? Quay tình sự. Tôi chuyện đời. Quay bà chết. Quay cho hai chỗ. Vậy ai gì cái này, anh ông này vậy? Quay cho hai chỗ. Quay cho hai chục hả? Ít cái vậy, người cho hai chục không? Cho tớ xài nụ diêm không? Thật người à. Hả? Làm gì mà đẹp vậy? Đẹp không? Trời ơi, cảm ơn. Ở đâu rồi? Ở đâu phải không? Ở đâu? Cái chỗ chị ở, chỗ nào ở đâu? Chỗ đang ở đâu hả? Thôi chỉ mà rồi kiếm tôi hoài, chết luôn. Kìa, nhà tôi kìa. Không. Xe đạp của tôi kìa. Ê, có cái ghế, đi mua cái ghế của tôi, đều trắng giùm đi. Ê, xe đạp trắng của tôi đó. Đó, nhà tôi đó. Bây giờ đẩy xe đạp đi. Được không? Ừ. Đẩy mua xe đạp cái đi. Ghế đi. Hai rồi, em mua. Em tới hết tính bài rồi, bỏ tính bài rồi. Bỏ đó hả? Ôi, đây hả? Lúc này giòn qua đây ở đó hả? Kiếm cái gì? Cục này lại lóc cái này đâu được, lóc gì nó mở ra được nè, thấy không nè? Nè. Thấy không? Có kiếm cái gì cục này nè? Có cái sợi dây gì không? Có sợi dây gì không? Đó rồi kìa. Đâu? Dây rồi, chỉ lộn nó lộn với nó sừng xiên này. Đi hả? Làm gì chứ lộn? Mới nó lộn nó qua ta mới chập cái tép mua cái sợi. Phụ nữ với nhau cũng đánh đó hả? Không, tôi phụ nữ với đánh chồng tôi. Hả? Chồng tôi còn bà không biết ai nữa mà biết đâu. Vậy hả? Thằng đi muốn làm nè, làm hết này hết kêu đụng mà lính xuống này, hôm nay lính xuống rồi hả? Ừ. Hay. Bây giờ em hỏi chị nè, bây giờ chị cho em quay phim chị phải không? Quay làm gì đi đâu? Quay cái gì không? Quay bỏ lên YouTube. Quay bỏ lên YouTube. Tại sao hôm nay đi kiếm tôi? Hả? Không không, chị phải trả lời gói gàng đi, để tụi em làm kiếm em. Bữa chị nhờ em là quay phim chị phải không? Ừ, quay phim mới đầu tôi kiếm tiền ai hỗ trợ nào có giúp đỡ cho tôi tiền đây. Coi nè, cái đầu đau quá nè. Coi đầu. Như là muốn người ta giúp đỡ thôi, mua cái yên xe phải không? Nè, cái đầu nè, thấy chưa? Tụi mà không kiếm. Oatmeal, cái này oatmeal tôi thích cho nó khô. Ờ dạ. Thấy chưa? Biết oatmeal không? Biết. Oatmeal is good for your skin. Bữa ta làm cái gì mà xảy không chỉnh rồi chết. Oatmeal. Rồi. Cho nó tốt ha. Rửa mặt cũng ngon lắm á, bà biết oatmeal, bà oatmeal khô mà hâm chút xíu thôi vô nước là bà rửa mặt mát, dễ sợ mát như sữa nha. Vậy hả? Bà biết oatmeal không? Rửa mặt tốt đi lắm á. Nhưng mà nghe em hỏi nè. Vậy? Giống như hôm bữa chị nói chị nhờ em quay phim chị phải không? À. Coi như nếu mà ai can thiệp vô cái video này là cũng không có để xuống. Đừng có nhắc tới người ta ai hết, đây là không sao hết trơn á. Đừng nhắc tới ai là được coi. Chỉ là cho phép em quay phải không? Ừ, quay mà có người giúp. Ok chị, ok em quay. Ai dắt con này chơi vậy? Ok, ủa ai chắc con đi lính thì chắc không? Giống như là chị nhờ em là xuống đây quay chị phải không? Ừ. Để bỏ lên cộng đồng mạng coi có ai giúp được chị cái gì giúp phải không? Ừ. Cái thứ nhất là cái trên đó. Cái đầu của chị bị ghẻ nè. Không biết giống gì. Giống như bà con cô bác coi có ai có thuốc gì mà chị ghẻ hay là chị cho chị để cho chị khỏi ghẻ là chỉ cho chị. Tóc bụt bụng hết luôn rồi, thấy em nè. Nó cứ lâu lâu mấy ngày cái nó quần một lần không biết sao nó ngứa dữ lắm. Chị tên cái gì Thủy? Cindy Thủy. Xin đề thủy. Uh-huh. Uh-huh. Và giống như nếu mà ai mà kêu em gỡ cái video này xuống mà chưa cho sự cho phép của chị là cũng không có gỡ phải không? Ừ, tại vì chị được. Đồng ý phải không? Cho em quay phải không? Ừ. Ok, chị nói rõ ràng vậy để em mới quay chứ. Để em mới bóc rồi bỏ lên rồi cứ bắt tháo xuống, bỏ lên chị, tháo có thằng xuống. Đẹp trai đẳng đó kìa. Rồi, rồi bây giờ cái chỗ chị ở chỗ nào? Để em quay cái hoàn cảnh của chị. Không chỗ nào cũng đuổi tôi ngại dưới đây hết trơn á, đuổi đi hết rồi, mới vô lót trò lại đuổi đi ra không? Vô gì? Rồi cái chỗ nào chị ở đâu? Hả? Tôi hả? Chưa. Cái chỗ này đúng là của tôi mà thằng nghe chiếm luôn rồi. Rồi chỗ nào mấy cấp đâu? Mới chưa đâu, mấy cấp. Mà làm cái càng cho mà coi nè, thấy không? Thế ngồi đây mấy cấp đi. Cũng được.
Nhà tôi nè. Đây nhà tôi nè. Đây có tấm bạc. À dạ. Cái tấm của em đó chơi. Ờ. À, mai. Bây giờ chảy tấm bạc ra thì em mới cắt ra. Ờ chảy ngồi chơi. Nó thôi con ra 30 ngày lắm. Tao đi. Dạ. Yeah. Đó như 30 ngày em 30 ngày nó tính ngày weekend. Em certify 2 lần rồi. Dạ yeah, tại vì nó không tính weekend, nó tính là chỉ là một phần. Cách nào mà lấy ra được? Em gọi nhà băng hoài mà nó cũng nói kêu gọi chắc lại thôi. Nó sẽ đáp rồi nó về sẽ nó chưa release ra cái nó chưa cho bạn nó chưa release cho bạn. Dạ bạn phải mà xách cục ngọt đi để làm gì vậy? Tôi mới đi chợ trên chợ mấy chục đồng tính nấu ra cái thằng chữ lộn lần này xách qua bển dục đồ bển á. Mua miếng thịt làm tính làm gì cái gì á Chinese barbecue á. Rồi nó mới chạy quá bỏ đi. Ừ. Tôi tính về nhà lấy cái lò của tôi cũng có cái lò của tôi gì nấu. Ừ. Bây giờ mới cắt đi, mới cắt cho nó đẹp một cái đi. Mà tính. Cứ cắt đi em quay lên cho thấy mặt chủ chị rồi mặt nó cắt chứ ngày tới mép rồi nhìn thấy. Sao mới nó tôi đẹp mới chuyện tiền cầu chơi anh chị, nhìn vô giúp tắm sạch nè, tắm sạch. Tắm nó sạch. Chị. Đó là người chấm mà. Hả? Đó là người chấm mà. Em người đánh nó chơi vậy. Cái này gì vậy? Còn pin á. Ừ. Sáng chưng à. Rồi, bữa tối có đồng viên chứ không có chết. Ê chị. Ngồi đi đi. Ngồi chơi chị. Chỉ mới cấp, cái học hỏi rồi chứ trời ơi, dân đây là dân chuyên nghiệp ta mới cấp luôn. Chớ là học hỏi chứ. Chứ chứ học mà mới cấp không? Ừ, tôi có đem mấy cái mới cấp là mấy món rồi đâu đem nhiều đâu. Xưa có thằng mà có học không? À, xưa có không, không có nữa, đâu giỡn thôi đâu biết đâu. Không có, không biết mấy cái bằng quá. Dạ cho bằng son nè, bằng son nhiều quá nè. Không có em từ đó giờ không có trợ cái gì á. Hộp son này, cái đống son đây nè. Sao? Đủ thứ rồi sạch đây, hộp son đến đây nè. Trời ơi. Cái đống hộp son đẹp không thấy nè. Trời ơi, đó chị cho hộp son thiệt hả? Vậy hả? Đâu có. Hộp son đó ngồi cái gì vậy? Ngồi vậy trời. Cái bằng đó, hộp son thiệt đó. Ờ vậy hả? Ừ, cái này cái gì trong đây? Không gì hết, nothing. Ba không thôi. Ba không thôi, không có gì hết. Thủy này chơi hột sòn, chơi thiệt cái thấy chưa? Chơi cái tâm hột luôn chứ không phải gì. Thấy chưa? Cái đó mở được không? Hột thiệt đó. Đâu cái đồ gì kia giết đó. Nhà nó nghèo không có mấy đồng bạc hả? Mới xin đồng, đi ra xin ngoài đường xin có mấy đồng thôi. Uh-huh. Thấy nghèo chưa? Đựng đồng không thấy không? Rồi. Đến đây không anh? Đi dánh đến cây hai cây đi. Đi hả? Đến thôi giờ mấy cấp đẹp đi rồi tính. Làm trước thì tính sau ha. Làm trước thì mấy cấp đẹp đi rồi tính sau. Đẹp không? Tôi đâu có đem mấy cấp theo đâu chết rồi. Để nhà hết rồi, mất mẹ đi. Để nhà thằng kia hết rồi. Muốn đem mất cấp tao cũng giống vài món rồi. Đến tối dưới này thôi hả ta? Đến hết dễ chân mài đồ đi. Không có, đem theo là chết đó chứ. Bật kia có mà. Cái bật kia có mà. Vậy lấy dùng bật xe đồ không anh? Để em lấy lại cho ha. Đồ không ta cũng chưa mất cấp mình đâu hết nè. Yeah. Anh nè, à hai anh chị vợ chồng hả? Dạ. Phải không? Anh tên gì? Hai người mà ở đâu luôn đã ta? Trời ơi, áo nâu gì đâu luôn, người đứng trước người đứng sau, ôm mà ra. Tống mà trời, tống thì tống gì vậy? Người đi đâu? Chị ơi, chị đội nón này nó hầm nó lâu, mọc tóc lắm, để cho nó thoáng khí đi. Trời ơi nè, mấy cái này nó gớt xuống đầu. Nó có mưa gió gì đâu, mà để vậy cho nó thoáng bà ơi. Nó gớt xuống đầu bà ơi. Thấy gì chứ, nó nói infection vậy chứ, nó không có hơi mà mũ bà ấy. Giống như tưởng tượng có con gì chồng là mấy ngày cái nó lại làm trứng, nó cắn lần á. Thì như vậy á, giống vậy á, chị không biết. Ghẻ Việt Nam mình xích thuốc âm bi hoài mà không hết. Có thuốc ambi không? Ambi còn là Việt Nam. Hồi trước bà nội nhỏ bà nội nghe mấy bà nội cho uống ambi á. Chứ sức ambi hết rồi. Cái gì? Bình gì á? Bình ga, nấu cơm. Nấu nước. Kìa thằng chồng giờ đẹp trai lắm kìa. Bà này mê trai ha. Ai mê trai? Nhìn vậy chứ cũng còn mê trai vậy lắm. Tôi chửi nó đó, mê trai gì? Bao nhiêu bữa chị nói chị bao nhiêu đứa con quên rồi. Mấy 8 đứa à? 8 đứa con, 6 đời chồng. Phải không? Phải 6 đời chồng không? Đấy. Đó. Thì anh này là đời thứ 7 đó hả? Anh nào? Trong này. Không dám đâu. Con tôi đó, đóng vai con tôi hoài à. Mà tôi chửi cho nó, tôi đâu có con đâu. Tôi ra ngoài chơi là tôi kiếm trai, không kiếm con. Nhận đi. Ra ngoài chơi kiếm trai đó. Con tôi nhà. Bữa giấc tối em thấy chị vẽ đẹp quá. Chị vẽ giống bữa giấc tối đó chị thấy rồi tóc giả rồi đâu đâu rồi. Mất xe mất hết rồi. Ê bà ô rồi cho tôi đâu không? Trên cái Wish app á, nó rất là rẻ. Khoảng 10 đồng mười mấy đồng cái à, tôi không có xẻ cho nó ô đồng được. Bữa chỉ có mười mấy bộ tóc giả. Biết Wish không? Không, em không có anh biết. Anh biết Wish app không? Vô chồng mua là tóc rẻ lắm, mua đi cho mọi vài cái đâu không? Wish app. Tóc màu gì? Rẻ. Chứ cái nào dài dài màu đen á, cái nào đẹp đẹp nó có mười mấy đồng cái à. Tôi không thấy tóc đỏ đó đâu rồi. Mất mẹ rồi, ngoại xe ven. Tóc đỏ, tóc xanh đỏ nữa. Mất hết rồi anh ơi. Hả? Mất xe ven mất hết rồi. Làm tôi xem hết rồi, anh biết đồ đạc em tôi xem mà. Giờ không còn cái gì luôn á, không còn món nào luôn á. Nước này. Ông có mất kiếp nữa không? Để nhà kia.
Bây giờ sao? Rồi muốn em quay cái này là lên cho mấy anh chị đầu xem rồi coi có giúp chị gì giúp không? Ừ. Cứ quay đại đi. Xấu xí mà. Rồi thằng cùng rồi không? Ê, you want gamble? Bring your car. Be on TV with me. No, just kidding. Come here. Bring your car. I got money. Come. Thằng ghiền bài hơn em nữa đó. Vậy hả? Ừ, đó ngày cũng đến bài rồi à. Bây giờ chung hả? Thằng giờ chung ở chung hả? Có không? Đụng má nó đang nó khùng lắm, hồi nãy khùng lắm. Nó khùng. Nói chuyện với em đừng cứ thề. Nó ngại quá. Cái thằng đó nó khùng lắm. Hey, can you bring your card? Gamble with me. Hả? You want gamble? Ủa, anh đi đâu vậy? Kiếm gì ăn? Hả? Kiếm gì ăn? Thì kiếm cái gì ăn hả? Thì coi chị kêu á. Con Kim hả? Rồi sáng sớm là cha con nó cùng con Kim thì đụng má đụng mẹ của thằng kia cũng vậy nữa. Có thằng Thành á. Chửi nó là ông sầm luôn. Cùng dễ sao là cùng. Út miêu á chị về chị rửa mặt á, nó mát mà nó giống như sữa vậy, nó mịn mà nó trơn trơn á, đã lắm. Không biết hả? Không biết dù ôm miêu hả? Anh biết ôm miêu không? Ôm miêu mình đắp lên cũng đắp mà căng với mặt mình lại, đẹp lắm. Cái ôm miêu chưa có nướng nướng á, mình hâm mấy cái quay chút xíu rồi sạch sạch lại đó. Rửa mặt đã lắm. Rửa mặt xốp mịn lắm. Anh biết xà bông nó làm ốp miêu không mà thấy không? Nhiều cái loại đó. It's good for you. Rửa mặt đe đảm. Bài ra cho chị đó, cái đó người ta làm á. Tại thấy xà bông nó cũng làm ốp miêu mà. Đây gần có sống không anh? Nó quay xa xa. Đây gần có sống. Hôm nay rảnh rảnh rồi hả? Năm có gì bữa chị nói chị nhờ em quay giùm chị mà. Chị quên hả? Bữa em gặp giấc tối đó, chị nói chị nhờ quay giùm chị đó. Nhớ chứ, đừng quên. Rồi bữa nay em rảnh nè, em xuống kiếm chị để em quay đó. Ờ, xin chị nha. Ê, bên nhà coi. Để coi có ai chị được cái đầu cho chị không? Hạt rẻ đâu cả. Nè, cảm ơn. Nè, cái này không phải, cái này út miêu nha. Cũng như bị tóc em bứt nhiều quá. Ngứa ra em bứt cái tóc nó rớt ra. Nhưng mà được đâu, dần vài ba ngày nó cũng quận lần, vài ba ngày nó quận lần. Giống như có cái con gì trong mà nó cắn mình nha anh. Hả? Dạ, bên nhà coi. Mày 20. Mày giờ đây, tiền đó đâu có vậy? Ai? Tiền này là ai cho chị? Tiền này hả? Em mua xe đạp mà rẻ bán lại em ra mắc một chút. Vậy hả? Mua xe 20 bán mình 50, mua dưới được mấy chục. Vậy hả? Ừ. Mua xe bán nữa vậy thôi. Con chỉ cần chỉ chạy vậy hả? Good luck for you, good luck. Bây giờ viết nó lại nè. Để coi gọn đi. Bây giờ viết lại phải không? Ừ. Viết qua viết lại. Chế lại đi anh. Bà vợ đây. Đây mình. Bà vợ bà gõ đứt con tay mình luôn á. Bà vợ hả? Mới đó bà già. Sao giờ sợ vợ? Sao dữ vậy? Sưng màu hồng hả? Ừ. Sườn dữ vậy ha. Có màu này sướng màu này thôi. Không giờ không có cây viết vẽ mắt nữa. Vẽ chân mày đi. Đâu có đâu. Ông trước lấy này vẽ nè. Lấy cái gì vẽ chân mày? À sao vậy hả? Ừ. Nó thua lại cái này nè. Nothing. Just doing big hair huh? Yep. Đẹp quá trời luôn ha. Đẹp không? Đẹp. Muốn dạy cho mày mắm cái đồ vẽ. Fit flush. I didn't even know I have it. I was trying to make a flush on the bottom and then three in the middle. Straight flush, yeah. How come nobody tell me I have straight flush? Thank you. You want a bit more? Yeah. You do? Can you do it? Oh yeah, man. Để ngoài này đi. Uống ngay, nước quá. Nước quá. Ngoài kia là kia. Bà cắt cái đoạn đánh bài đi bà ơi. Are you play anything? Không có game gì. Giờ nó hỏi mà phải một hai nó phải hỏi mình phải play không? Không play thì là gì? Tao là cảnh sát à? Phải không? Vô duyên á. Hỏi mình phải play không chị cho chơi. Bây giờ vẽ đi. Thì có gì đâu mà vẽ hết nothing. Có đem vẽ đó. Nên phóng thôi à. Vẽ gì được rồi đẹp ơi. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Chân mày rồi lên. Không có. Vậy hả? Giờ kêu tiếp. Má hồng. Có đâu. Không đem rồi. Má không có ơi ơi hả? Nè chị vẽ đi cho cái chị này chị học hỏi nè. Má không có rồi nè. Đó. Chị lấy cái son chị làm má hồng đúng không? Mấy cái này xấu quá rồi không? Làm đại hơn. Ai vậy? Làm cái gỗ gì được á, phải lưng á. Thế giờ ấm ớm bớt không? Thôi mặc ra.
ốm gì mới đẹp không? Rồi cái đánh cái cây này coi, không có cái cây viết để mà làm cái này bế đại. Không có cái viết đó mà vẽ nó, trời ơi, đi đâu để đâu hết trơn ta. Ở trong nhà cặp nè, dùng bút này để xúc đầu nè, tạm tạm nè, không Medicare đi. Chúng ta dùng tạm này xúc cái đầu cho nó đỡ ngứa nè. Xúc cổ miêu nó khô gan như vậy. Khô gan ha. Thôi cho nó kéo lại đó. Nó khô á. Khỏi ngứa. Nó chận mấy cái con nó luôn. Không có con gì, tưởng tượng có con gì. Rồi cái tay rồi xúc lên da đầu rồi lát rồi chét lên mặt rồi chét vô miệng rồi chét tùm lum hết trơn hả? Quên, quên đánh bài, quên, quên rửa tay. Khô. Chét cho đâu, chét miệng, chét cho đâu, không có đâu. Thường thường cái đem vào tay rồi chứ hôm nay tại quên á. Đi gấp, đi chạy xe đạp á. Trời ơi, tôi cứ cố gắng giữ kỹ bà ơi. Không có cái đồ vẽ, vẽ trong mi đâu mày. Bây giờ vẽ lên lưng trong mày á, cái này là sáng tạo mới đó. Ừ, bái thử kỹ mà. Vẽ đại thử mà. Vẽ nó không ra nè, không ra. Được chưa? Chưa. Chưa sắc nét. Tôi không có đồ nghề tôi đây. Bà có không? Không, vẽ như vậy đây cũng sắc nhưng mà đậm hơn chút. Cái này không gai đậm sao mà nhìn thấy được. Ba cái đồ nghề chỉ đâu. Who? For what? You want to know you guys' name. Who is that? It's an old man, he's from down here. He lives over there. Oh, you want to know, he asked me, hello? He's the old man. Hey, you want to talk to them? Old man, he's an old man. Fuck, you call old man? Yeah. Kill, if you want to come over here. Huh? Hello? Nói chuyện với em đâu có biết. Hello, sao em? Hello? Hả? Sao vậy? Ở đây phường Cali. Phường Cali. Yeah. Hey, you have a pen or Q-tip? Làm từ thiện. Give me Q-tip. For my eyebrow. You have Q-tip? Give me one. Phường Cali. Give me Q-tip. So I can try my eyebrow. Yeah. Xuống đây làm từ thiện giúp chị này mì gỏi rồi áo quần rồi này nọ cho không có gì hết. Dạ, yeah, that's the whole purpose of it. Tức là xuống phỏng vấn chị rồi cho chị mì ly về áo quần rồi này nọ cho không có gì. Dạ, yeah, nếu mà nếu anh biết thì lên phường Cali USA anh lên đến coi chị công tác từ thiện của phường làm ở đây thôi. Nothing else. Nên thì nhiều chị vẽ mé bên đây luôn đi cho nó đều, tự nhiên vẽ con bên là đang sao? Kiếm đang kiếm. Hey, can you give me Q-tip for my eyebrow right now? Là sao? Hello. Nhìn hoài nhìn gì? Người đang quay phim rồi chị Thùy ở đây nè. À, dạ. Yeah. Dạ, đang chị Thùy này ở đây. Ai vậy? Ok, để thôi. Cái ông nào vậy? Ai vậy? Ông nào kiếm tôi vậy, vô duyên cái thằng này nó khùng điên gì tự nhiên người ta đang quay phim mới đụng nó gọi phone kêu ông nào nói chuyện lên sao mày. Chắc nó làm việc cho ông đó đó, ông già nào đó. Tôi nói chuyện ông già, tôi nhắc ông, tôi có ông già kia của tôi đó, bắt đầu nó gọi khùng lên đó. Phải không? Chắc vậy phải không? Chắc khùng khùng điên điên á. Ôi trời ơi chết rồi. Đẹp đẹp ra chưa? Kêu nó lấy một cái Q-tip cho mình làm makeup nè. Đâu ba đồ makeup tự nhiên tôi dẹp vô làm chi vậy? Hết rồi đó, cái gì dẹp nó còn nữa chị. Đâu hết rồi. Đâu có đồ mua rồi chứ. Hết rồi. Kiếm cái đi cho vẽ mắt đồ lên. Ông có đem theo không? Vậy hả? Talk to him that we just do like a charity purpose. Charity purpose. Phụ thủy chặt. Mày tự nhiên ôm men đâu mà chú ra vậy mày? Chị, bây giờ chị vừa vẽ vừa nói cái tâm sự của chị đi. Chị muốn cái gì ở nơi em? Thôi chị muốn cái gì ở nơi em? Nghe chị nhớ ớn vậy. Muốn cái gì ở nơi em? Em giúp chị cái gì á để cho? Thì chị biết em cần giúp gì mà? Tiền. Có nhiều thứ để giúp lắm. Mà... tiền bạc sao để đi sang phòng ngoài ở, bây giờ không có chỗ ở, ở dưới đây thì nguy hiểm, gái mình nó nguy hiểm quá, mà ở dưới thằng nào kiếm một thằng nào ở như bạn bè gì nè, nó cũng kiếm chuyện với mình đó, như mình không kiểu mình không cặp kìa, mà không đến đó thì nó cũng thích ở kiếm chuyện để nó gây lộn, phải yêu đương này cho nọ mới chịu, phải không? Thì giờ có thời gian đầu óc nào mình không nó điêu đương vậy không? Giống như thằng này nó muốn yêu chị phải không? Chắc gì đâu đó đó, mà mình mới không ấy thì nghĩ mình cương với nó, mà mình đâu có cương với nó đâu. Vậy chị ơi, mình sợ, mình chứ muốn có một người đỡ đi thì mình sợ là gì không? Không muốn gì hết.
ở bên kia thì nguyên bậy con lũ nhiều quá, phải không? Không muốn xuất khẩu. Hôm em nghe đợt trước em nghe nói là chị có bạn trai giúp thuê phòng rồi mà. Ai? Bạn trai nào? Cái chỗ bữa hổm đó. Chỗ bữa chỗ bữa hổm đó hả? Cái thằng khốn nạn cho đẻ nó cũng cùng luôn, cũng như trang vậy luôn. Đi đi chuyện ai nấy làm mà nó mình muốn xem chuyện gì nó mới xem chuyện mình chơi. Vậy hả? Ừ. Tò mò mệt em ghét mấy người đó làm gì đó. Rồi bữa nay là giống như muốn em giúp là có cái tiền để mướn phòng ở phải không? Ừ. Giống như thằng Phương á được người ta giúp không? Nó nở với bà dân nó làm sao rồi? Phương đen á. Được phải không? Kiếm phòng ở bên cái phòng một người như như ta. Nhưng mà giúp chị rồi muốn thuốc vào chị. Hả? Ví dụ bây giờ giúp cho chị để chị có tiền chị mướn cái phòng rồi chị lấy cái tiền gì để chị đóng cái tiền phòng đó hàng nữa. Ừ đúng rồi đó, phải không? Em hỏi chị giống như chị phải trả lời giống như bây giờ giúp cho chị đóng tiền thì mới giúp cho đóng một tháng đi rồi chị lấy cái gì chị tạo ra cái đồng tiền mà để chị trả tiền người ta hàng tháng, cái đó là mới chính nè. Chứ còn giúp ví dụ giúp 1.000 hay 500 thì giúp tạm thời thôi. Ok thì giúp nên khỏi đi kiếm mà kiếm thẳng hàng mễ nó chẳng nó có phòng mà có ngày lộn với nó cái nó sẽ chạy thằng phòng mày ra khỏi nhà tao thì như em phụ cho nó 100 gì đó kèm kèm gì ở chung nhất cũng được vậy. Okay, không vậy hả? Ừ cái thằng nó hỏi cái nó ra lộn với nó là tao chạy thằng phòng mà mày chạy phòng kệ mày chứ. Lâu lâu em cũng nói ăn được cho nó gì chứ biết không? Yeah. Nhưng mà kệ nếu mà vậy thì nếu tự nhiên giúp em phụ vô nó cũng như tháng 100 anh đưa cho nó như góp vô công của em chỗ về nhà tắm rửa hiểu không? Cho nó không có được nồi nói. Uh-huh. Ừ, thì nó hiện tại cũng ăn ở đó cho nên em cũng lên về nhà tắm rửa đó hàng ngày đó. Ở chỗ đó hả? Ừ. Nhưng mà không thích nó nữa, hàng ngày tắm rửa cái đợi nó làm vậy là em biến mất. Em trốn, em trốn chỗ này. Tại sao không thích nó nữa? Tại vì nó kiếm chuyện với em. Mà tại sao kiếm chuyện? Tại vì em khác nó. Hả? Khác nó là sao? Like different, being different, you know what I'm saying? Mình being different chứ không phải mình có against họ đâu, nhưng mà họ mình không giống họ. Chị Việt Nam rồi nó là người bể phải không? So I don't know, something like I'm not, là em muốn làm giống tụi nó, là cách giống tụi nó. I'm just being me. But I don't mean I'm against them, you know what I'm saying? Nhiều người ta hiểu lầm, cũng như kiểu như em không có giống kiểu cọ như họ, họ nghĩ là em cương với họ. Không có giống y chang hết trơn, chị hiểu không? Yeah. Mà họ không có tiếp nhận em. Họ nghĩ là em khác, đừng không đón nhận đúng rồi. Không nghĩ là em khác là em giống như kiểu này kiểu nọ. Mình là phụ nữ thì mình làm sao để cho người ta đón nhận mình đó. Chứ em không thích cái chuyện tình cảm. Em không thích bây giờ cái đời em. I work a lot of things myself right now. Em đang tìm bản thân em. Em có thời gian để mấy cái đó. Vậy hả? Ừ, còn họ họ vậy cũng có nữa. Để làm gì? Gì? Tìm hiểu bản thân mình. Vậy hả? Ờ hả? Tại mất bản thân mình lâu lắm rồi. Uh-huh. Chứ không phải là bây giờ thời gian yêu đương này cái nọ nữa. Con cái rồi đi chơi thời gian cũng không có còn đứa nào chị biết không? Đôi lúc buồn buồn đời lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Mà thấy mình tưng tưng phơi phới đây mà buồn đời đâu gì đời trời để đi cái này mẹ nó đổ nữa kìa. Tưng tưng phơi phới phải cười mỗi ngày cũng phải sống thôi chứ chết chứ khóc lóc thì cũng được cái gì. I'm trying to be in a positive. Cố gắng thôi, sống ngày qua ngày thôi. Nhưng mà không thích là tại vì mình cũng chưa được cái gì, chưa có gì mình dựa vô người ta rồi cái lúc người ta cái lộn lên thì người ta nói này nọ của người ta gì cũng của người ta chứ biết không? Cho nên mình cũng mệt, nhiều lúc buồn lắm nhưng mà kệ đi. Ai muốn vậy? You know? Vậy có bao giờ chị nghĩ là chị muốn đi về gặp gia đình rồi ở trong với anh chị em gia đình ha, ở với má chứ? Có đâu. Với má đâu không? Không có, tại vì gia đình anh em có vợ chồng hết trơn rồi đâu ở chung đâu. Chỉ có má thôi, nhưng mà má thôi, má em cũng hợp tính với má em. Vậy hả? Ừ. Bả lớn rồi, bả con mấy đứa nhỏ em kệ để bé nhà. I'm odd against everybody. Không phải against anh không? Just something like that. Một trong một. Vô địch luôn là một. Yeah. Mình hiền á thì thiên hạ nó giữ, còn lúc mình giữ lên cái á thiên hạ sợ quýnh quá nó kiếm mình nó cho hơn đồ đi mình im ha. Nhiều thằng nó kêu tôi em chỉ cần im để cho người ta muốn làm gì làm, cùng tao im đi tao muốn làm gì làm, tao lại lạc tao khóc lên ông trời nghe tao bây giờ á, tin không? Ừ. Tin không, tao khóc lên ông trời nghe luôn á. Yeah, em trời ơi, em đang khóc theo em đó, khóc không thấy buồn đó vậy hả? Không biết em có cái này với ông trời. I have a connection with him. Em đi đâu nhờ bí mật gì bây giờ ta mới bắt đầu biết thương không lịch là gì, thông cảm của người không lịch không thầy chứ, và cái thương không lịch không thầy chứ, có biết thương không lịch không? Trước em không làm không biết rồi, nhưng mà em vẫn thương mấy cái người khổ. Bây giờ lấy giờ em làm không lịch hả? Bây giờ á là em đi quay mấy cái chương trình này em hay giúp mấy cái người khổ. Ừ. Giống như chị thật sự là chị khổ thật sự tụi em mới giúp được. Ừ, thật sự mà không lấy tôi khổ hả? Nhìn mặc đồ giống gọn lành phải không? Khổ tâm nữa nè, chứ không phải khổ ngoài không? Khổ tâm làm gì khổ tâm? Nhiều lắm. Khổ tâm là không có hiểu. Nhiều khi mình có cái gì mình cũng không biết là mình có. Cho nên người khác nó lấy hết của mình rồi.
chị mà có cái gì để lấy. Ồ, thấy chưa, tại vì người ta lấy hết thì sao mà biết không có. Mà có cái gì để có lấy? Nhiều lắm, có nhiều là có cái gì không nuôi không trả lời. Những cái mà mình không hiểu bị người ta lấy hết rồi. Vậy hả? Ừ. Cũng có những cái ví giá, cũng có người thương em, nó không có đâu. Nhưng mà tại vì giờ người ta chưa ra mặt để giúp em được thôi. Vậy hả? Nhiều chuyện nó ngăn cản. Ừ. Cái chúng đời mà bây giờ hiện tại ai cũng đôi lúc ai cũng có hoàn cảnh đi chăng vậy, nó nhiều chuyện ngăn cản lắm. Nước này, nước kia, nước nọ. Phải không? Ừ. Thấy không? Chưa tới bụng mình phải đứng đợi. Ừ. Đúng không? Giờ cái này là chị muốn người này người kia rồi giúp cho chị làm cái đầu thì có rẻ phải không? Cái bệnh này của tôi bệnh lâu lắm, 2 năm trời rồi, khổ sở lắm, mốt chắc bị cancer chết luôn á. Ừ, chết trên thế giới hòa bình ha. Trời ơi, chuyện sợ quá phải không? Bạn nhiều không hiểu chứ. Giống như người ta đôi lúc tôi đâu hiểu gì đâu, tôi thiệt sự đâu hiểu nhiều cái đâu, nhiều cái chuyện đời nhìn ngoài tôi cũng đâu hiểu đâu, mà người ghét là hiểu. Nhưng mà cái ghẻ thôi bây giờ bỏ quên nó đi, cái ghẻ trên đầu chị nó có bị ngứa rồi không? Dĩ nhiên là ngứa rồi. Vậy hả? Dạ. Yeah. Mà 2-3 ngày cái nó quằn giống cứ con gì trong đầu nó cắn gì đó. Cứ cầm nhít tôi bứt cái bị rất lượng tóc mà thấy chưa? Giống như con gì nó cắn ở trên đầu á. Ừ, mà nó bị như secondary infection mà thấy em bà đó, nó đâu có da mục như gì đâu, nó chỉ quằn quằn giống ngứa cứng cứng. Ghẻ không? Đâu? Ghẻ đâu? Áo nè. Đâu? Đó. Cái áo đâu? Ở trên, tại chị bứt thấy. Bứt á. Ngứa quá nó bứt á. Rồi một lần nữa là bứt tóc hả? Ừ. Nó ngứa như nó cắn vậy đó, em bứt em coi có con gì không mà nó không có. Nó cho một chấm đỏ vậy thôi à, em như cái trứng của nó vậy đó. Không biết cái trứng gì, chưa bao giờ thấy con. Nó ngứa dữ lắm hả? Ngứa. Nó chịu không nổi luôn, không có làm phân tâm mà cái tay trên đầu của mà làm công chuyện mà tay trên đầu của mà. Vậy hả? Không buông ra được luôn á. Tức là muốn bứt ra để cho lấy thuốc làm đắp lên mới nó đỡ. Còn để nó gì người ta kêu đừng có đụng phải không? Cái cảm thấy nó một lúc đầu là nó u lên như một nước, xong rồi nó ngứa, xong rồi hình như lúc mà lấy ra thấy có một chấm đỏ rồi, giống như kiểu trứng của nó hay gì không biết. Ghê vậy đó hả? Không có thấy con nhưng gì đó, ghẻ như nó vậy, ghẻ nó ở dưới da chứ đâu trên da đâu. Chí còn thấy còn ghẻ không thấy, mà ngứa dữ lắm. Vậy hả? Yeah. Cái này hồi trước là tự bị ha, là có ai lây mình đồ không chị? Em cũng không biết, nó bị 2 năm trời đó. Vậy hả? Đi đâu mà về bị vậy vậy? Không biết, đâu có đi đâu đâu, cũng vòng vòng dưới đây thôi nhưng mà không nghĩ. Có lũi vô bụi cây bụi cỏ? Không, cái đó em sợ thôi. Sâu lắm, không có. Không. Nhiều khi bà lũi vô bụi không, cây có bụi cỏ nhà nào, nhà ông nào mà bà nhà bị lây có sao? Con chó. Vậy hả? Ừ, không biết phải chuyện chó lây. Chó gì mà lây bà ơi? Chó nó có ghẻ mà. Vậy hả? Thôi ghẻ từ chó ra chứ không? Gây lây ghẻ chó rồi. Lây ghẻ chó hả? Không biết nữa, không biết có phải không nữa. Phải rồi, nói tóm lại là giờ còn ở với ông nào nữa không? Ông thứ bảy không? Trời ơi, tôi đang kiếm đó, kiếm mỗi ông cho một ngày. Hồi trước là khai là 6 ông rồi, giờ có ở ông thứ bảy không? Đang kiếm. Vậy hả? Đang kiếm, thằng này nó khùng quá, đang kiếm 7 người mỗi ngày, chứ ở đi lời xăm nó mỗi ngày, hàng ngày, tuần 2 ngày thì cũng chán. Chứ lộn nó thì chán. Vậy hả? Ừ. Nói với bộ như vậy hiền chứ đâu hiền đâu. Trời ơi, trong cái đó dính cái gì lum ơi, coi kìa. Ốc miêu. Mở ra đi. Ốc miêu. Uh-huh. Cái này ốc miêu đâu nha. Ốc miêu bỏ đâu cho nó khô. Khô nó sốt lắm bụng. Ừ. Nhưng biết ốc miêu là nó rất sốt, rất là mát. Ăn cũng tốt nó phải không? Ăn là cholesterol đó. Đúng rồi. Ừ. Sức rửa mặt, tắm luôn. Ừ. Để vô sữa hâm lại tắm rất là tốt cho da. Dễ thử đó chị, làm thử chị. Rồi hàng ngày bây giờ chị ngủ ở đâu? Không ngủ luôn. Thức luôn. Tối á, thức luôn. Tối ngủ đâu? Thức. Nói chứ nhẹ. Bây giờ em nói cho chị nghe, chị nói chuyện với em á, em giỡn là ở nhà. Nói thiệt tình. Ở nhà cái thằng tạm thời chứ thằng đó đó, cái sáng sớm bỏ đi đó. Không? Ừ. Sáng sớm phải bỏ đi đó, người ta chịu lộn. Sáng sớm bỏ ra ngoài vậy đó, giống như chỗ trong phun đam vậy đó, tối ngủ thôi. Vậy hả? Ừ. Thích ít chạm mặt chút xíu. Vậy hả? Cách xa ra, người ta cách xa 6 feet, tôi cách xa mấy chục feet luôn. Vậy hả? Ừ. Thấy khổ không? Khổ cho người đời sướng thấy chưa? Bà không biết cái nỗi khổ của tôi đâu. Bà đừng ngồi đi. Hai bên má hồng chưa đều nè. Kệ nó đi. Giờ này đâu mình sẽ chọn đẹp làm gì? Chán đàn ông thấy mồm. Sẽ chọn đẹp. Trời, đàn ông á, nhiều người người ta giúp mình á, mà tại sao tôi không thích dựa vô đàn ông nữa. Chán mà sao tới 7 ông dữ vậy? Tôi giờ không thích dựa vô đàn ông, tôi ghét ông nào. Bởi vì tôi thà là tôi bội đời gì nè, còn hơn là tôi kiếm thằng nào đi dựa vô tại mệt lắm quá. Dựa vô hởn cái nó nói hồi này cái kia nó nọ. Cảm ơn. Chị á, cái miệng chị nói vậy chứ không phải vậy. Gì là chị chán đàn ông mà chị trải qua tới 7-8 ông. Hồi đó hồi xưa là khác, còn bây giờ lần đầu tiên mà tôi lần đầu tiên mà tôi đang cố gắng help myself. Hồi trước là I'm stupid, không có hiểu. Còn bây giờ I'm trying to get to know myself. Coi như là giờ thấy đàn ông là muốn quỳ lại chạy đi luôn phải không? Bữa ủa ra. Bữa ra 80 feet. Vậy hả? Mà lại chút xíu là nó cương liền. Thấy ông nào không lấy. Chặt nó chút xíu là nó cương liền. Thôi không dám đâu, nó cương liền tôi bỏ đi cái một thôi.
Cương là cái gì? Chị biết đâu, hỏi nó mấy thằng này đó. Cương rồi kiếm chuyện á. Thì kiếm chuyện mà nó mà chưa thấy đâu, tôi mà đem makeup lên cả đống makeup lại trên giường rồi, tôi sang sửa soạn muốn đánh mặt cái mặt cái là nó sang quá, sang lại sao ơi, kiếm chuyện để hỏi này hỏi kia hỏi nọ là mình phân tâm á. Vậy hả? Ừ. Kiếm chuyện gì á, làm phân tâm vậy đó. Đó y mà làm ơn đừng hỏi thêm một câu nữa được không? Làm ơn, ta đang bận ta không thấy không? Hỏi tiếp. Vậy hả? Ừ, mà hỏi mấy câu vô duyên không? Hỏi gì mà vô giống duyên? Như baby vậy đó. Hỏi sao? Không biết nhiều lắm. Mà hỏi gì mà vô duyên? Ôi nhiều lắm, cái mấy câu vô duyên lắm, đồ của nó, đồ nó hỏi eo đồ sao đây, mày thấy không kêu lấy đồ tao, đồ mà nó mới tao để ý nó mà mày vô duyên đồ tao chưa để ý tao, đồ tao không biết là để đâu, nó hỏi mày hỏi đồ mày, còn như đồ đạc mình cần như hộp bẹt gì đó, nó hỏi mình là có này có kia nào không, ê của tao, đồ của tao tao còn chưa biết ở đâu nữa, không chi đồ của à, bây giờ mày kêu tôi đi kiếm đồ cho mày, có ngày gì gặp nó là nó kiếm này kiếm kia kiếm nọ cho nó, quá trời ơi, nó làm như nó không có nổi mà như nó. Kiếm cái gì? Kiếm này. Bất cứ cái gì luôn. Vậy hả? Trời ơi, chị biết hết đâu lúc em đem đồ em đi đem đồ dọn đồ này. Makeup em đồ một món mỗi món nó không có chưa có organize lại chị không? Chưa dạ. Có ấy đó. Cho nên mình không biết đồ mình ở đâu, đôi lúc mình đi gấp mình xách dài bao giỏ cái món chút vậy. Mệt lắm chứ bộ. Uh-huh. Không, em biết giữ ước vô có chỗ mình có chỗ mà ngăn nắp mình organize cái gì ở đâu đâu là mình biết mình cần cái gì mình vô chỗ đó mình lấy thôi. Anh hiểu không? Còn cái dòng mà chưa có organize xong á đồ nó lum la không biết chỗ nào để kiếm, anh biết không, anh hiểu không, cần cái gì á mỗi kiếm ra cái kiếm một món dục ra chừng cái 10 món vậy đó. Rồi chúng xíu kiếm món này xong tới món kia tới món nọ kiếm hoài không xong, mình có chỗ vẫn khẳng định thì mình cái đồ chỗ bữa chị ở là khẳng định rồi, chỗ nó yên rồi còn gì nữa, vui thôi buồn á, đụng mấy nhà tao tao để tiền mà tránh ra khỏi, bây giờ mới nói tôi là cho 2 ngày nè. Vậy hả? Ừ thôi rồi mày gọi sếp bắt thôi. Mới nó lộn như nó hôm qua nè, nó đẩy xuống mấy cái nè, bị chạy chân nè, mày thấy không, mày sáng sớm lại bắt đầu nói đâu rồi mới cho mày 2 ngày nè, thấy không mẹ. Cái tướng chị vậy cũng đánh lộn nữa hả? Trời ơi, nó đẩy tôi nè, nó đẩy tôi xuống đất nè, thấy không đó, thấy chưa đó. Ồ, nó thấy cái chân đau không chứ nè, cái đẩy tướng bốn chân mà cũng đánh lộn nữa hả nè, cái tướng chị đánh, đánh lợi ai mà đánh lộn rồi, nói đánh lợi ai bởi tôi ba giật thử coi. Giật sao? Ai chồng tôi nó bự lắm, nó mễ rồi, nó bự lắm. Vậy hả? Ừ, vậy cái sao? Tướng này như con tép vậy sao giật lại? Ai? Chị á, chứ giật. Bà giật cũng lại tôi hả? Hai cũng lại. Giật không lại chị rồi đó. Rồi. Em biết rồi đó, nhưng mà chị giật với ông chồng chị sao chị giật lại? Đánh thì cũng phải đánh thôi. Mà nó cương quá phải đánh thôi, mới vẫn đánh. Chỗ nào? Cánh tay nó đánh giọng nó giọng chỗ nó phát ra, không biết đâu. Đừng giọng nói chỗ nào? Biết không? Giọng tao giọng cái ngực đó. Vậy hả? Ừ, ấy cái té xuống đứng dậy tiếp 4-5 lần tao đau mẹ nè. Vậy hả? Ừ. Ủa mấy ông Việt Nam kìa gọi tôi quá trời luôn, tụi ba khác nào cũng gọi tôi quá trời luôn. Vậy hả? Ừ. À. Có anh Việt Nam được gọi thứ ba mà gọi thứ ba đâu được nó cho luôn. Vậy hả? Ừ. Gọi chị làm gì? Cho thuốc. Cho thuốc ngứa. Ừ. Cái vòng kia đâu rồi? Cái vòng kia đâu? Chị lắm phải không? Ừ ừ. Ừ. Khó chịu lắm ha, cái vòng chân, đau chân đó rồi. À, cái trường rồi. Đã trường rồi. Cái trường rồi. Để coi. Nè, đã trường rồi á. Nó có đâu. Ồ, vòng. Ra trường giỏi chứ. Cũng đi làm mà thấy không? Ra trường đó. Tốt cũng cho ra trường đó. Tốt nghiệp ra trường. Ra trường này đi học trường khác. Bây giờ cái móng tay này có cần ấy đâu không? Cắt được ra thôi. Thôi, tôi rửa sạch mà tôi đem tay giả mà tại nó bị xúc ra đó. Vậy hả? Ừ, trời chứ làm móng tay đẹp mà. Vậy hả? Có bổn tay để nhà nè. Vậy hả? Đang xấu. Đang mấy ngày phân tâm gây lộn, chữ lộn đến lộn đây ta không? Vậy hả? Chắc người ta có người mướn đến lộn mướn quá. Vậy hả? Mà chưa trả tiền tôi. Chị biết giả không? Biết. Đâu chị đứng vậy chị múa không, về chiều không thiệt muốn hại gì muốn hại gì nè chị chỉ em vài đường đi để em đỡ mà em đi quay homeless đó, có ai mà chống cự gì á thì em biết em múa theo giống như chị. Trời ơi đánh lại gì dũng không đâu, giọng lên đâu giọng lớn giọng như đâu đó giọng vậy đó làm sao giọng vậy đó giọng như đó biết không trời ơi trời ơi đá nó vậy giờ làm lại coi đây đó là lại tới cần nữa. Trời ơi. Vậy là cũng biết. Vậy là cũng biết múa. Cái thằng này cũng mới múa kìa. Xin, đưa xem qua đi. Nè, đâu dám xin, lại múa vô bán thử là chị. Múa đó. Đi xin. Nè. Xin. Đâu chị chạy lại chị múa vô ổng. Thôi nó bự lắm, nó bự bằng chồng em đó. Vậy hả? Chồng bự vậy đó. Không, bà biết múa đó anh ơi. Chồng em đó. Đó, đó thằng này. Lâu lâu á mà múa xuống ngoài nó mới cười em. Nó mở buồn không? Đó hả? Chắc cái đít nó ra. Một cái lít rồi trắng đắt nó đi nè chưa đâu, chưa đâu mấy ngày nó xéo quần áo nó kìa coi. Vậy hả? Ừ. Nó xé cái đít trắng đắt kìa. Uh-huh. Đi rồi đít nha. Nhưng mà nãy chỉ đi nguyên nó đi nguyên cái đường đường nguyên cái đường nè, hồi nãy chỉ giờ quên mất tiêu rồi không dám không dạ đường đi thôi đóng gì cho đánh vậy gì đánh đại đi
giọng nó giống lắm. Em đâu có nhớ dài đâu. Trời ơi, mới chạy chứ sao. Không thiệt á, em đi quay hôm đáng nhiều á. Đó, 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 giọng lên, giọng lên. Mà giọng chúng em đau rồi, sao mà múa giọng lên. Vậy hả? Ừ. Vậy hả? Né nó mặn qua bên nha. Né thì hả? Ừ, nó đánh mình thì cứ né nha. Rồi, rồi đá sao? Đá nó, đá nó. Mình ngó nó vậy đó, đỡ rồi. Chụp rồi. Gì chứ chụp hả? Trời ơi, mấy chụp cái gì vậy? Trời ơi. Nó vậy đó, nó mạnh lắm. Ừ. Rồi em lên, em lại, em làm. Sao ông chiếc này giống tôi vậy? Thì bởi em mua đôi giày này 20 đồng hả? Mà em đi cùng thứ hết trơn à. Giả nghèo bà ơi, bà giàu giả nghèo bà ơi. Giàu hả? Giàu hơn chị á. Chứ đâu giàu hơn người khác. Trời ơi, giống tôi nhà tôi còn nghèo lắm. Vậy hả? Ừ. Chứ còn tỉnh tới mua gì quá lắm tôi ơi. Ê, đúng trời. Cái gì? 20 đồng. Mua cái chòi. Cấn con chòi này nè. Nè, không sao cần cái chòi chở đi chòi đi qua mặt mua chòi được không? Cái chòi nè. Tại cái chòi cũ của nó mới dọn nó còn dọn mới. Bây giờ tôi lấy cái chỗ này nè. Mà dắt vô coi cái chòi đó thôi. Cái chòi không tôi nói nhưng mà nó không chịu dẹp dơ quá tôi không ở. Nó mới nó cho tôi nhưng mà. Đi. Dơ quá tôi muốn mua chòi mới tắt ngay đây được ha. Cũng được ha. Cái này. Cái đi em xuống đó. Cái gì cũng tôi em xuống đó rồi cái chỗ nào cũng chiếc chứ tôi muốn cái chòi này. Ê bây giờ mình đi qua mặt mua cái chòi được không? Sao dịch đó anh mua chòi chòi cho em được không? Anh nhận đây nè. Tại cái chòi chòi cũ đó. Bây giờ nó có chòi mới bự hơn rồi. Em muốn ở chỗ này nè. Được không? Chỗ này được gần đường cái rồi nhìn thấy được không? Tới cái đó. Ở này em không ở chỗ kia sao? Nhưng mà em cái em cần cái chòi. Cái chòi này nè. Trời ơi. Thế mà ghê. Sao vậy? Phần thi bị hư rồi. Bà nhìn nó mà nó thấy sao vậy? Nó thấy mà ghê mà nó thấy sao vậy? Bà nghĩ sao? Đâu, cái phần thi hư hả? Cái chòi thế mà gớm nó ở nó mà gớm. Đồ của em ai ở mà ai ở vô rồi em không ở luôn. Cái chòi đó bà anh dọn qua đây. Ổng không cho. Ông kêu không cho. Cậu ổng, ổng đổng dựng lên cho em không cho. Tôi còn mua chòi, cái chòi gì có mấy chục ba bó mặt như ba mấy đâu à. Giờ muốn giúp cho mua cái chòi phải không? Mua cái chòi đâu. Nè, 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 hồi nãy có cái vốn 20 đồng đó, giờ em mượn tiền cho em giúp cho em mua. Đi, đổ đi, đi target mua dùm được không? Anh, bây giờ em target được. Hồi nãy, bà làm vốn có bài đó, được mười mấy đồng đó, bây giờ bà đưa tiền đó đưa đây. Đi target mua được không? Đưa cái mười mấy đồng đó đây. Ừ, đưa. Bà mua, bà đi mua giờ cho tôi hả? Bù vô. Tôi cần á. Dạ, mua giờ luôn. Ừ, ok. Ok. Ừ. Em bù vô nha. Ừ, hình như target có đó. Ừ. Em chạy xe đạp tôi soi gạch gạch chị. Rồi. Thì chạy theo đi, em chạy theo. Ừ, em chạy xe đạp được mà. Điều. Được cái tại cái trời nó đẹp nè, cái trời nó rộng hơn không? Cái trời của nó rộng hơn, nó được để giường nhiều chỗ nè, mở bên đây nha, bên đây. Cái bộ cái đầu đó nó lên làm cho em, đừng sợ chứ. Tôi nghe dữ lắm á, mượn không? Ờ, cái trời đụng đỡ mà nên đi làm thằng sớm của thằng cá đẻ này coi. Tại có nó mới dám ở anh hiểu không? Vũ lên nữa xuống nhưng mà trước nhà vậy đó, ở nhà không ở yên, xuống đây cũng không yên, nhà không yên. Cứ nó nắm em như là cái gì vậy đó. Nó nghĩ là em còn thương con kia. Em nhìn nhà ngủ là còn thương con kia. Xuống đây chửi lộn nó. Ở đây á thì lên nhà chửi lộn với con kia. Có gì hoài mà nên em ăn khổ. Mệt. Em nhiều người quá người ta không tìm. Trời ơi trời. Em nhiều người quá là sao? Đói bụng quá kiếm mì ăn. Có nhiều người quá không? Chạy được không ăn? Thế thì tôi chạy gì mà? Đâu mà chạy sao mà chạy vòng coi thử thôi. Trời ơi. Trời ơi, chạy sao mà có chừng dập nghiệp đó trời. Không có yên chạy không? Không có yên cái gì không? Có gì không có được. Sợ không? Thế tôi biết. Trời ơi. Ừ. Dạ trời. Trời không có yên chạy đứng đây có gì đâu. Nè, vậy đó, có yên cái gì mà nó cứng quá à, bỏ ra. Ừ. Khi nào ở cây này thọc nó kìa đít có đúng rồi em mới nói nãy đó không có mọi gì đang có thọc có hình nào thọc vô đít chị không nãy của tôi kìa không ta hả hồi nãy của tôi kìa cái gì dạ. Quen lắm á hình như biết mà không à, biết không biết nhìn quen lắm hỏi gần đây là sớm này á biết nhìn quen anh đang giữ cái này nói thiệt đi khai thiệt đi tên gì tên gì khai đi nhảy mày nhớ phải biết tên mình chứ cái chân một trong những người chồng không phải ờ con phải sáu người phải. Chồng mà ghét lai với chị không anh đi qua đời em rồi anh đi nhớ. Qua đời em mà em còn không nhớ nữa em trời ơi hôm nay không lịch thiệt hôm nay mình giả luôn
Đây nè, coi rồi anh đi qua đời em mà em không nhớ, quay đây nè anh. Coi coi anh nè, nằm bậy nằm bạ rồi. Hả? Anh qua đây em không nhớ, anh nằm bậy nằm bạ rồi. Ai vậy đó? Sáu một người mà con không nhớ rồi sao? Cái lần vô đó mà bậy bạ. Ai vậy? Cái trời rồi tôi ngăn lắm, sự sợ rồi cho quay trời tôi. Bảo đảm, không đẹp không tiền. Vậy hả? Mua ổ quả luôn. Biết ảnh nào không? Không. Chắc không, coi kỹ lên đi nha. Ừ, lai gì vậy anh? Lai gì vậy? Lai rai. Mất mẹ là cái đúng rồi. Đem cho kịp đi đâu vậy? Đi có phim. Đi hả? Nó đỏ vô đỏ là gì? Nó đỏ mặt đỏ đỏ rồi vậy. Chưa không thấy em? Xua quá mặt đỏ cho nó đỏ hồng. Hồng ơi. Mà đỏ mà, xua. Chứ được tiền ai cho mà đẹp dữ vậy? Chúng tụi biết gì vậy? Lụm. Lụm ở đâu? Đỡ nó lụm bà. Đỡ nó lụm cho chị bà. Đây thôi. Tại tao lụm đồ của tao, tao nghĩ đồ của tao. Kiếp nó để lại. Nói lại được rồi. Trời, của tao chút nợ, tao nợ tao để lại rồi. Tôi lấy từ lụm. Kiếm xuống đây em được 19 đồng. Trời. Em từ đó giờ em cho tiền anh không có. Không có nợ cho. Ai mà cho em được 19 đồng. Thấy không? Sao được, nó bỏ ra. Lâu coi đây trời, mình đừng ông mà mình ra lăng đi trời. Đâu có tiền nhiêu, nghèo nghèo mới tiền lại 5 đồng có đâu. Đập, 120 em. Ôi, vậy là bữa nay có tiền. Cho anh chị. Ở bữa nay xin ra có người cho 20. À, chị hàng mấy đồng. Đâu, nhiều vậy. Đưa anh này đi không? Mà cho em đồng không? Thấy chưa, thấy chưa? Thôi, đưa lại cho anh đi. Để anh còn thân. Rồi. Rồi, mình đi ha. Tại sao? Ta đưa 19 đồng kêu ta mua đồ, ta còn buồn tiền nữa không? Để trả lời. Rồi, bây giờ nó thiệt, nó thiệt. Bây giờ chuyện mình mới nói gì nói trên hạ nghe vậy. Đó chứ thì hạ mà cái thẻ của mà đây nào còn. Dạ. À, đề đó đi. Còn ăn một đĩa. Sáng bò mày cái đó ở nhà để mang theo chi cho mệt. Hả? Đồ không? Dạ. Cái này chẳng không không? Dạ. Đây, tiền. Ôi. Đây là phụ anh kia lấy đồ cái. Để xuống lại. Ai lấy chậm. Có cổ quý gì chia nha. Anh với em là anh em á nha. Thấy không? Nó có quý không á anh kia á. Vậy. Nó có cái đồng kia. Cũng quý gì là chia hết. Rồi. Rồi chết đi. Đi bà ơi. Giờ giới đẹp đi cho mình xin tôi nha. Phải. Giới đẹp quá cho xin tôi giới thôi. Phải không? Con nhìn quen lắm á. Giới giỡn thôi. Tôi lâu ngày tôi chưa đi shopping. Hai màu khác nhau hả? Để chú nước trong cái mắng nước gì cho nặng. Ơ, à, em có nhà có cái gì nè, có cái inverter với lại cho mà mua một cái máy sưởi nữa nha. Có cái inverter với cục pin xe đó, tính gắn vô á để chấm máy sưởi được tối lạnh lắm. Inverter. Có cái inverter. Anh biết inverter? Đây. Sao? Biết cái inverter không? Biết. Inverter là mà cái này để gắn điện. Xe. À, yeah. Nó có ô điện. Mà anh này chế ra được, nếu người ta biết chế lấy hai cọng dây điện vậy gắn vô cái đó đó. Rồi xong rồi gắn vô cái negative positive á, thanh mình xài được. Đúng mày. Lạnh lắm, tối lạnh dữ lắm. Trời ơi lạnh vô thở mà vô tới trong luôn á. Ho ấm bệnh luôn á. Tối lạnh dữ lắm, tối dưới này lạnh lắm. Em nói phải có máy viết và lấy cái lò ga đó. Dặn lên chút xíu, nắm chút xíu. Tối ra ngủ không được luôn. Rồi đi em ơi. Rồi đi. Có cái vui nè, quên để kiếm cho mày. Xe đạp đi qua bên thanh đi. Ok. Xe đổ ngay lấy. Ê ê. Nếu mới có lắc được chi bây. Đi cho anh cho bảo có nhà em có bảo đơn chở. Làm sao vậy? Mới tắm mới nhà tắm ga mà. Đâu có phải bùi đời đâu. Mới nhà tắm ga mà. Tắm mỗi ngày mà. Cây xe đạp. Để nước lại nhà đi. Nhà là nhà của em nè. 9 năm trước ở với chồng cũ ở đây nè. Dạ. Ừ. Mình chồng cũ với đây bởi vì chắc kỷ niệm còn ở đây cho nên nó chưa có đi được. Không muốn đi được hả? Mình chồng cũ trước đây nè. Trước. Ok, let's go. Đây sẽ đạp đi đi. Thở gắt nha. Chồng xuống đây chơi rồi, nó xuống chưa? Có người cho họ chợ nó kìa, thấy chưa? Đó, cái đó chồng mới đúng không? Đúng rồi.
Hả? Ở đâu vậy? Ai mua vậy? Em lại tiếp xúc với anh chết nè rồi. Okay. Cảm ơn nha, bye nha. Một mấy người đó ưu tiên, em không ưu tiên hả? Coi người không bằng 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 như chứ. Phải không chị? Slow down. Right. Good, good, good. Các em đi đâu cũng cho lộn hết trơn á, không có số kiếp gì đó. Tôi hiểu muốn chết mà nó kiếm chuyện kìa, lộc nó đốt kìa nó kìa. Cái thằng lộc này có ngày đánh đốt ngoài à. Lộc hả? Dạ anh chắc nó đốt đó. Đó. Nó bị one track rồi đó. Nó đốt rồi nó bị, nó khuyên nó đi. One track rồi đó, nó đốt nữa rồi nó đi luôn á. Nó đốt đó, nó đốt cho anh. Đốt rồi, cảnh sát bắt quá. Cái nội lò ai vậy? Cái nội kìa. Đi đâu mà nhắc hai vợ chồng xuống thăm em vậy? Cái đó em chị hả? Cần bạn thôi. Tôi dựng cái trò tôi cũng có lắp 5 đồng. Về lắp coi trò lại chứ. Hai cái dưới thì khác nhau không? Cái dưới này chính giữa rồi không? À. Cái bên kia, bên kia là bên tay trái không? Ở bên tay phải không? Cái này là băng đảng. Băng đảng. 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 Dạ. Đảng lai luôn, đảng Mỹ mễ gì biết đâu. Phương. Đẹp á. Đặt lên không? Đẹp á. Đẹp lạ. Chuyện đi lạ ghê. Lạ hả? Ồ vậy á. Tiền cho anh ta chạy kiếm, kiếm tiền không? Tại sao? What do you mean? I don't understand. I don't understand what you say. Rồi. Lâu nay cũng ai giúp à? Hả không? Sao vậy? Bị cướp nhiều không giúp. Dạ. Tôi có tiền hay gì tôi được một lần à. Tôi được một lần xong người ta lấy tiền xong người ta trả đổi là tôi bị thua lên. Người ta lấy của tôi. Người ta nghĩ tôi không có giữ á, người trong cũng lấy, người ngoài cũng lấy không. Nó thà lại tao lấy trước kìa. Thay phiên lấy gì đó. Thay phiên thấy không tôi có gì có một chút vậy cho nhà lấy. Rồi lát đi mua ten về gắn mà bị lấy không? Ừ. Có ai ăn cắp cả liều không? Hiểu không? Ăn cắp liều không? Nó không dám cắp liều đâu. Okay. Ăn cắp tiền chưa dám ăn cắp, nhưng mà cũng có thể ăn cắp cái kiểu khác. Cái kiểu đổi thay đổi này cái nọ đó. Biết không? Nhưng mình đang hơn, mình đang đẹp, cái nó cháo đổi cái lấy cái đó, đảo cái khác. Ừ, đâu biết được đâu. Cái đó mà em không biết, cho nên ngu cái đó. Sống sống, không biết. Không có nhanh. Hiểu không? Ăn cắp đâu cần phải, nó đang dựng đồ mà nó cắp lên đi gian, mình tôm cá lên, không có cắp được gì. Hiểu nó gì không? Cái kiểu đó đó. Sợ ok, rồi mình đi ha. Đi xuống đi. Anh rồi. Kia. Sao nó đi vậy? Cầm đi. Đưa cho chị thôi, chị ơi. Làm cái mua giùm cho. Tại chờ cho hết chứ tại chờ nửa làm gì. Anh nghiệp vậy giữ đi nó. Thôi thôi thôi, 19 đồng à, cất luôn vô đi chị ơi. Ok, tiên kiều chạy cặp cái thôi kịp nha. Giờ chạy đi đi, em chạy xe theo. Chạy trước đi. Rồi, đi đi. Ok. Nó bụng rồi hả? Chúng ta đâu. Nó bụng rồi hả? Dám trên sống thật đang đang ướt không chưa muốn mua đó. Thủy chỉ chạy xe mà không có yên, thấy cũng thấy là tội nghiệp chị đó. Chị đi trên đường á, Phượng quay cho bà con cô bác mình xem. Zoom tối đa rồi à, hên là cái phone này phone mới nè, chứ thật sự chị đậu đằng kia cũng xa lắm.
giờ lên dốc đạp lên dốc không nổi. Lên dốc không nổi không? À. Như nghe chỗ đằng đỏ. Hai nữa tôi cũng có cái yên để ngồi. Khó không? Bà chạy. Có mua nước uống không? Nãy có mua nước uống. Nãy kia anh mua milky uống, có mua không ta? Hả? Có mua milky không vậy? Anh có order milky không? Có. Nè. Đói bụng quá à, phải không? Đói bụng rồi. Mấy giờ rồi? 2 giờ phải không? Chưa ăn đó. Mấy giờ? Con rồi. Mấy giờ chị? Cô nó phải mấy đẹp vậy? 12 hả? Đúng rồi, hai người uống ly được rồi. Hai người uống ly được. Uống nhiều. Cái đi trong là không xài chung. Dạ. Bả sữa gì mà sữa hết. Em trong tình trạng khó khăn, em có ai có thể giúp, đồng bào có thể giúp đỡ em được gì em cảm ơn. Em tại gia đình được cũng giúp em được gì chứ không có trong thời gian này không giúp được gì. We have to stay away. So, okay, that's it, right? Đói bụng quá à. Dẫn cho Thủy đi mua cái điều, nhưng mà tới đây là đói bụng quá. Phụng mua bánh mì Phụng ăn đỡ chút xíu, Phụng cho tha gạch mua cho chị Thủy. Ăn đi chung từ sáng giờ. Mì nó hơi nhỏ, ăn hơi ổn mới no. Quá dễ. Mình thấy không ngon quá chừng. Ngon quá. So good, yeah. Như ở anh, có không? Năm mấy ăn được biết giá. Biết cần chứ. Tại anh không biết giá chứ mấy em cần phải biết giá. Giá cao quá không dám ăn. Không tiền. Lớn thiệt. Nếu ăn có phải lựa giá. Khả năng mình mới được dùng. Ăn rồi lựa giá thì hết ngon rồi. Ăn tự nhiên mới ngon chứ. Em có tiền mới ăn tự nhiên rồi. Không có tiền là phải. Mình có 5 đồng mà nó bán 6 đồng tao ăn nha. Phải không? Hồi nãy đưa lại 19 đồng rồi. Nó nói gì đó. 19 đồng trả lại rồi. Thì tính tiền thôi. Lên đó trời. Trả lại cho 19 đồng rồi còn trả lời lên nữa. Tôi có nói dẫn thôi. Hỏi cái này bao nhiêu? Hỏi cơm không? Cái này nhiêu anh tá không? Ngon. Ngon quá. Ăn phở còn đầy nguyên phải không? Mấy người mà anh biết đa phần là mất răng hết rồi. Cho chị còn răng đều hết chân vậy? Tại vì giỏi. Giỏi gì? Giỏi sức kem. Chị thấy kem sao chị kìm lạc lại coi. Chúc miệng mỗi ngày. Vậy hả? Sáng chúc tối chúc. Chúc nó bằng cái gì? Chảy. Vậy hả? Răng thiệt, răng giả vậy? Thiệt. Răng thiệt hả? Đâu nhăn nhăn nha nè. Thử chút xíu về nhà coi đồ này được rồi. Chút xíu về nhà bạn thôi, để đâu lắm. Gì chứ thập bông, em bán kem nhăn bao lan. Dạ hả? Chơi mới mua mới đó. Trời. Phải nó kèm bắn xong. Dạ hả? Rồi ăn đi nha. Dạ. Em quất cái năm mai shop rồi nào đó rồi. Tôi đem gì học về bản thân tôi. Mấy gà bận rộn con cái đồ này nọ làm trong tòa. Bây giờ đang làm cho bản thân mình cố gắng no matter what. I have to still stand up. Giờ học mẹ làm người mẹ tốt không? Không, mẹ bây giờ không làm. Người ta lấy quyền của tôi hết trơn rồi. No 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 no. Sao I have to work on me. Work on me first. Rồi xong mình đàng hoàng mình mới được đàm mẹ của người ta. Vậy hả? Bây giờ đàng hoàng chưa? Làm người mẹ tốt của mấy đứa con. Bây giờ chưa có chấp nhận, chưa có cái gì hết trơn. Làm sao làm mẹ người ta được? Chị nào có này kia nọ không có gì làm được chứ gì ai cũng có cần hết chứ không ai làm được gì. Only do the best like làm người tốt thôi. Khi nào mới làm được người tốt? Bây giờ là người tốt rồi nhưng mà bây giờ chị vượt qua mỗi ngày thôi. Yeah. Người tốt này làm rồi đừng có làm vậy nữa. I am living day by day phải không? Humble. That's part of life. Humble. Đừng có nên cướp giật con ta được rồi. Phải không? Sống khổ sao khổ cũng gán đi. Vượt qua mỗi ngày. À, làm sao đừng bây giờ? Đừng sáng ra giờ xỉnh rồi được rồi, tối xỉnh rồi được rồi. Đang sống nè, đang làm người nè. Đừng muốn bạc là được, đừng muốn bạc. Đâu phải là chỉ vui vẻ thôi chứ đâu có gì đâu, đánh không? Không muốn đánh bạc gì đâu đánh không? Tại bà nhắc. Ăn này cũng chút cái gì ăn. Giờ mình cũng là không biết ai cũng giống nhau thôi hả không? Vậy em về lúc này em về. Vui chúng ta mít kìm. Để cái xe đạp đây đại đại đi. Để đâu? Để đó đi. Để chân, để chân được mà. Để hả? Để chân trong. Để chân trong. Để chân trong. Để chân trong. Nó cho đẩy vô hả? Đẩy vô đẩy ra. Bê đẩy vô xong đẩy ra. Em đã nói rồi. No, là thuốc gì mà chưa có được là thuốc sao là thuốc kia như giả kia là mình đứng một chục phút còn đang chết tự mình giết mình luôn á. Chứ mình sao? Là thuốc ai muốn là thuốc? Lúc mình có khả năng, gọi là mình sắp sửa có khả năng. Lúc mình chưa có gì hết chứ. Coi bên đây. Coi lại đi vô không?
rồi lấy cái cốc đi. Đâu okay, cái ngoài có, ngoài xe có rồi. Có A vậy. Dạ A vậy. Sao có nhiều vậy? Cái này chị còn ở bên đó của chị có tắm đó. Giờ lấy xe đạp đi về chị Thủy ơi. Ok. Ok. Trời ơi mới cái ngày hết cái ngày ha. Thôi mua cặp bao tay thôi. Hả? Hả? Trời xong nay mua cho em nghèo thì về chút xíu là không sao đâu, có mua cho thấy không? I got you, don't worry, okay? People bless the mercy, we bless the people. Không sao đâu, nào không lệ chứ, người cũng giống người thôi, người cũng là người thôi, mọi người có khó khăn khác nhau, different things, right? Sometimes we cannot do the we can do things for us and we can do stuff for them. Yeah. Me, I give them everything. But don't give them, get in my bad side of mine. Don't make me think some type of way. Bỏ cái ly nước này vô trong miệng này này. Bỏ vô nó chạy, nó đổ hết, cầm uống. Hả? Trần thuốc. Hồi nãy chị nói cái thuốc gì mà sức ghẻ lát cái đầu vậy chị? Thuốc gì? Sao tự nhiên đứng trước ống kính đó không được. Bây giờ chị nói là cái chị biết cái loại thuốc mà sức ghẻ lát. Cho nên chỉ nhờ anh xã đi vô cái tiệm pharmacy ở đây nè. Rồi đi. Đó, pharmacy. Rồi mua cái thuốc sức ghẻ lát cho chị Thủy. Bữa nay là chị Thủy chỉ cảm ơn anh chị này đi theo. Nhờ anh chị này đi theo. Có thêm một cái ý tưởng. Đó không? Nhiều khi em đi quay thì em nghĩ là em giúp cho chị có cái liều này thôi. Rồi giúp đồ ăn rồi thôi, phải không? Anh chị đi theo mà đi theo như vậy á mới biết được là hai vợ chồng em quay như thế nào phải không chị? Hả? Dạ, thấy cực, sao chị? Cực quá trời luôn. Cực hả? Ừ. Nó cũng có gì mà nó tốn nhiều thời gian. Hay phải không? Đợi, phải chờ phải không? Dạ. Đó, phải chạy tới chạy lui rồi đợi rồi chờ. Thấy hai vợ chồng có lòng kiên nhẫn quá. Hả? Khâm phục quá. Phải không chị? Phục luôn. Phải đợi, phải chờ. Đó. Lạnh nè. Đi mới một chút mà thấy mỏi mệt quá trời, mà sao Phượng làm này ngày này qua ngày nào? Ngày nào em cũng ở ngoài đường không vậy nè. Đó chị đi thử ngày đi, chị hiểu à. Đó. Thật sự ra quay cái video em bỏ lên là một tiếng phải không? Nhưng mà chị thấy không? Mất gần cả ngày trời. Đó, sáng tới giờ chị thấy không? Yeah. Bây giờ này gần 4 giờ rồi mà mình mới có quay tới khi mà đi mua liều thôi à. Đợi chờ rồi đi rồi chỗ này chỗ kia rồi em không biết nói sao nữa, bởi vì ngày nào em cũng lên video trễ là vậy đó, tại em ghẻ mà ăn bánh mì thì hơi lâu. Vậy chứ bây giờ quay phim thì cái chị đó chỉ đói, mà chị đói thì chị đâu có tinh thần để nói, mà mình cũng vậy, mình đói bụng lên rồi. Yeah. Mình nói cũng cái bụng, cái miệng thì nói mà cái bụng nó thì kêu rồi. Yeah. Sao mà nói nổi đâu phải không chị? Yeah. Cũng phải ăn đợi chờ đó, xong cái gì chị sợ á, là kiên nhẫn chị là bị là giống như là hơi kém kiên nhẫn rồi đó, phải nói sốc chút xíu vậy đó cho về tức mình. Nhỏ này nó dám bữa nay ha, nó dám nói sự kém kiên nhẫn nha, là coi như cái sự chịu đựng tôi yếu quá, không làm mà hơn đó thôi luôn á, coi như là nó đi ngày nào tôi đi theo nó ngày đấy. Đây là thuốc xịt đầu, mấy người cũng tốt, ngứa đầu, ngứa mặt, ngứa mày, ngứa tay như thế. Anh sẽ thử, anh sẽ thử. Quảng cáo, muốn thử thì cho thử luôn nè, đây cái đầu. Rồi, let's go. Xịt xong là rụng tóc giống anh vậy thôi, em sẽ thử. Không muốn mặt tóc á. Nhớ mình mẩy tay chân qua đây về, it will work every time. Lửa. Chỉ bị cái này nè. Chỉ bị cái trên này nè. Giờ em để bây giờ em quay anh chị này luôn ha. Rồi giữ anh xách mấy cái đó ha. Đó. Vậy? Chị đi chung với anh đi chị. Mà bị ngứa mẩy con cái ngứa rồi nhớ sức loại này rất là tốt. Dạ. Như là ngứa thì bị poison ivy. À, những cái gì mà mình có ngứa mẩy trong mình đó. Dạ. Chạy chỗ chạy máu sức là hết rồi. Dạ.
guarantee 99.9% rồi nữa, quan tâm kia không guarantee. Xích qua rồi, nó không biết. Xích rồi. Hai vợ chồng bữa nay bận áo da bò tâm quá. Hai chồng điệu. Hả? Hả không? Lâu lâu mình phải điệu một bữa. Anh mấy cái này chừng nào bận chán rồi cho em nha. Thôi vậy hả? Bận vừa hả? Mình chị lên sóng nha. Đây một phút. À bữa nay á, Phượng đi với hai anh chị này á, hôm qua là căn dặn Phượng á là không có cho lên video. Nhưng mà không biết sao. Lỡ rồi. Xuống đây cái nói à, thôi kệ anh chị lên đi, đặng cho em quay có người rồi lên lên video, đặng cho có người coi, đặng đặng cái kênh YouTube em càng ngày càng phát triển hơn. À, quý vị các bác quý bạn nhớ coi ha, cho chị là được 1 triệu người nha. Triệu người. Triệu, 2 triệu cũng càng tốt, càng nhiều càng tốt. Look at her. Chị chạy xe đạp về trước rồi nè. Một chị này nè, mua giúp cho chị cái chai thuốc. Đây nè, tháo cho đó. Đó. Đây nè, tháo lên đầu sức đi. Đang nóng gì mà hôi chảy ra thôi hả? Đó, pho lên sức lên đầu đi. Đó. Rồi, rồi bây giờ là ngồi ngồi trong đây đi chị. Tối rồi đi vậy đó. Ừ. Ôi chết mẹ, mình sẽ mua sáng gì để mình trời kia mới hư xong. Để qua lấy cái đồ ăn bên kia cái nè, chắc tự luôn. Mua trẻ đóng cái đó một chút tính sao, bây giờ thoa lên đầu đi. Ờ cho bớt khô quá. Ờ thoa lên đi nè anh cầm cầm nè nhá. Dạ bỏ nó hết. Dạ thoa lên đi. Cái chuyện anh bả rồi con nè, anh không sẽ đánh nữa vậy nè. Đụng mày cái đụng má này sẽ tự đánh chi luôn á. Bà này biết mà, đá lửa luôn, đá lửa luôn. Thấy không, thấy đường thoa lên luôn. Dạ lên đi. Thôi cái chỗ đi chị. Đó, cái hồng vận động rồi, cái hồng vận động nóng rồi. Đây nè, đây còn cái lỗ nè, lỗ này. Nhá, bây giờ nó tốt. Có bao tay không, mang trà lên đó, có bao tay không? Ờ, à, đứng vậy nhà tắm cái này nhà, em kêu cho chị nhà tắm cái xong rồi sao nó uống thuốc. Đây nè, đây nè, cái chỗ này nè, cái chỗ này nè. Ở trên đi. Đâu? Đó, em cổ găng tay em thoa cho chị đi. Thôi đưa đây. Thôi đưa đây. Đưa chút em lột găng tay. À. Ít thôi, chừa chừa chút xíu nhà thích. Em nói thẳng với ông bà cho nên chắc nó ghét lắm. Nó mày. Thôi không đâu, không đâu. Đây nè. Cái chuyện gì của ai á thì để khi nào gặp người đó mình nói. Bây giờ chị gặp em, chị nói chuyện của em đi. Tại sao chị phải nhắc mấy cái chuyện người khác mà cho em nghe? Ghét người đúng không? Thì ghét người đó thì chừng nào gặp người đó mình ghét mình nói. Thề thì đó tới không nói chuyện đó nữa đâu. Em thề luôn, bên trên gia đình em thề luôn đó. Em thề em không nói chuyện đó nữa đâu. Nghe nè. Không. Không nói á, không nói á. Chị có ghét em không? Không. Không ghét, tại sao chị phải bắt em phải nghe những cái lời mà chị ghét? Mà tại sao chị đi nói chuyện với nó không chị? Chị đâu hiểu nó đâu, nó đâu hiểu chuyện mình đâu, chuyện chị đâu. Chị đi nói chuyện với nó, chị nghe nó nói chuyện. Ừ. Nè. Cái này, cái tóc này ai cắt mà đẹp vậy? Tôi. Vậy hả? Đó, cái tóc này á, đẹp dễ sợ luôn á. Bà bút lên đầu người ta thử cái coi. Mễ nó tới ngày vậy đó. Nè. Bữa nay cảm ơn xuống đây dạy chiêu võ nha. Ok. Trời ơi, tôi biết được cái bữa nào mà bà nào mà có lạng hoạn là tôi dọn ra liền ha. Coi như là không sợ luôn á nha. Bữa nay làm cái video này chị mong muốn sao? Gì? Mong muốn ai giúp chị hay sao không? Nói đi. Ai có giúp được gì giúp, con cảm ơn. Vậy hả? Không giúp được con cũng không sao. À, coi như là quay chị cho quay cái video này là muốn bà con cô bác giúp chị. Chị đang làm homeless phải không? Ừ. Đó. Chị tên là Thủy. Đó. Chị đang tình trạng homeless. Chị muốn là bà con cô bác, anh chị đồ, nếu mà có ai có tấm lòng mà giống như giúp đỡ, thương người thì giúp chị Thủy phải không? Tại chị thương người lắm, chị giúp nhiều người lắm rồi. Ây, đâu cái này ngứa nè. Đây nha.
xây qua đây đi. Thì chị nói rồi. Chị nói những cái gì từ cái tâm chị nói ra đi. Alo, à, sao em không biết nói số kia? Alo, nói sao? Không biết nói, không biết nói, không biết nói, không biết nói nhiều. Nói tập 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 biết nói. No, biết nói bình thường thôi, không biết nói gì. Nói như vậy là hay rồi đó chị. Chị nói vậy là chị hay rồi đó. I don't know how to talk any other way. Nói vậy là hay lắm rồi, mình nói vậy là hay lắm lately rồi. Lately I've been a lot of frustration. Hả? No, mệt lắm, mấy ngày bực bội trong lòng nhiều chuyện lắm. That's okay. Tại vì I just pray. Bực là... Người ta làm, gần người ta là bị bực rồi, mình nói anh sống sao, I'm 36 không kìa. Nè, 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 nè. Gần mấy cái thằng con chó đĩa điên cuồng là bị khủng. Bữa nay em giúp chị có cảm thấy bực không? No, I'm okay, chị đi. Đó, thì tại sao chị đứng đây no, mà bà đi đâu, bực xin lại như em bị cũng như hai bên nó nắm kéo, nắm kéo, giống như sợi dung vậy đó. But I'm not saying no one, tại vì em có mấy đứa chồng, chồng Việt Nam cũng có mà bên mix cũng có, cho nên em qua đây thì bên đây nghĩ là bên kia em đây chứ I'm not saying I fight with everybody, you know what I'm saying? I just stick up for my own right and believe in you, thì em lấy thôi, tự bản thân em thôi, chứ em không có lại binh bai bỏ ai hết trơn á. I'm in the middle. Mà họ muốn làm khó làm dễ em, you know what I'm saying? But it's okay, họ cũng hiểu em mà sometimes I don't know what it is, không biết lý do gì. Nè, thôi bỏ đề tài đó đi, đi. Rồi hồi nãy dắt cho đi mua cái lều, rồi dắt đi mua ăn bánh mì ăn, bữa nay đi với em như vậy có vui không? Vui. Vui yes, không? Yes, mua trà sữa rồi ha. Yep. Mua kem rồi sức đầu rồi cho tóc nó mọc ra mới mốt đẹp gái hơn, kiếm ông thứ bảy phải không? Không. Vậy là được đó rồi. Ừ. Là cái chuyện này là chuyện vui rồi phải không? Vui sắp tới rồi phải không? Không, chú chồng cũng mệt rồi. Hả? Mệt quá, chú chồng kia mệt quá, khổ lỗ quá. Kiếm chồng phải mình không bỏ bản thân mình trước rồi từng nào mình ấy mình mới kiếm chồng được bây giờ chưa đâu. Rồi vậy thôi em đi về nha. Ừ. Bây giờ á giống như cái liều cái một cái đèn ấy. Cái đèn. Bây giờ cái đèn á thì cho chị. Tới về nhà dùng. Để cho chị đốt phải không? Nhà, ừ. Tôi coi có pin không? Không, em đưa cho chị cái đèn không em được cái hộp. Dùng viên cho đi chụp. Không. Sẽ đèn đâu sợ cái hộp đâu. Biết rồi mà tưởng đây em trả lại đừng nói gì hết. Đi coi coi. Đúng rồi giữ hộp đi. Ơ đi chút cái dưới thôi. Em lấy cái hộp về cho con em chơi. Vậy đó hả? Ủa cái này bé có pin không? Cái charger. Dạ vô 3 ngày rồi lấy rồi. Chắc ông chú mua pin gì đó. Đó. Pin gì đó? Pin bự. Pin bự. Pin bự. Pin bự. Pin bự. ABC cái này C hả? Chú qua ra ngoài cái loại này mua. Yeah, ABC. Yeah, like it. Con em sao nãy giờ gọi ba nó không bắt phone nữa. Rồi cái đèn này là em cho chị nha. Còn cái liều này á là em sẽ về. Có bữa nào kiếm được bạn cái trắng của em đi kìa. Bữa nào mà chị sắp xếp được cái chỗ nào nó ổn thỏa cho chị á thì em sẽ xách cái liều lại em dựng cho chị ha. Rồi bây giờ là em làm cái video này mong muốn tất cả bà con nếu ai thấy cái hoàn cảnh chị khó khăn thì giúp đỡ giùm chị phải không? Yes. Và chị tuyệt đối là giống như chị cho tụi em quay cái video này bỏ lên, nếu mà có ai mà gọi vô mà ngăn cản bất cứ cái gì á là chưa có sự cho phép của chị là tụi em cũng không có bỏ xuống không. Ừ. Coi như là tuyệt đối là bỏ lên trên mạng để cho cộng đồng mạng xem cái video này và giúp đỡ cho chị phải không? Ừ. Cho dù mẹ chị mà có kêu tháo video xuống thì tụi em cũng vẫn để cái video phải không? Ừ. Chị nói rõ ràng đi. Yes. Tại vì cái hoàn cảnh chị là homeless phải không? Ừ. Đó. Không, em muốn chị nhìn trước cái ống kính. Không sao, it's okay. Và yeah. Chị nói những cái lời từ cái tâm của chị nói ra. Cái này là chị nhờ em tới đây giúp đỡ quay video này cho chị, phải không? Yes. Đó. Tại vì em... nhiều khi trong hoàn cảnh không nói gì mà má nhiều khi muốn giúp cũng giúp không được. I don't know, hiểu không? Cái cảnh như vậy, that's why it's okay, yeah. Tại vì em rất là sợ, em rất là ngại, em sợ gia đình của chị á, rồi em quay cái video này. Let's go, đi gặp cho phép đó. Ok, phải không chị thấy? Yes. Ok. Rồi. Bây giờ tháo cái này ha. Ok, hello, hi. Cảm ơn nha chị Phượng, anh Dũng tới chở em mua cái chòi. Hồi nào em kiếm được chỗ nào em sắp xếp thì chị lợi dụng em. Mhm. Yeah. And thank you everybody for keep this way. Rồi, describe vậy đi ha. Yeah. Chừng nào kiếm được cái chỗ nào cho nó ổn định đi rồi em lại em dựng cái chỗ cho chị nha. Uh-huh. Rồi em bác ba chị nha. Giờ này tối rồi em đi về. Okay. Rồi ba chị ha, hẹn gặp lại chị sau nha. Và hôm nay là Phượng thank you. Cũng rất là cảm ơn hai anh chị đường xá xa xôi ở chỗ xa đi tới đây đi xem Phượng quay cái video mấy anh chị người vô gia cư như thế này thì em anh chị cho em cái cảm giác như thế nào khi thấy tụi em đi quay như thế này anh đi anh là người nói đi mình thấy Phượng với anh Dũng khá là cực khổ quay từng đoạn phim cho các vị khán giả coi trên TV YouTube. Hopefully quý vị tune up and watch cái YouTube này cho giúp anh Dũng với chị Phượng cho đồng bào quý vị Việt Nam mình coi qua. Cảm ơn nhiều. Nhớ bấm like and subscribe. Yeah. Em cảm ơn hai anh chị nhiều lắm và
em hôm nay dẫn hai anh chị đi cho hai anh chị thấy là đó, hai vợ chồng tụi em á, làm một ngày trời là được cái video là như vậy đó. Đó, dạ, lại đi từng tép một, và nhiều khi cái người vô gia cư người không lát giống như mấy chị này, nhiều khi mình nói đâu có nghe đâu, phải đợi, phải chờ, phải này, phải nọ. Và em cũng rất vui khi em làm cái video và em biết được anh chị đón nhận cái video của vợ chồng em. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Rồi thôi bây giờ em hẹn gặp lại. Rồi cảm ơn quý vị. Bye bye. Coi như vậy. Giúp anh Dũng với chị Phượng coi cái này nè. Hopefully we hit 2 million.